Rồi, đi tiếp Thôi con. bà ơi, giờ có làn xe còn đi không có nước. Hôm nay nghi rồi, nên nghĩa là chuẩn bị cho Kiên một cái đèn pin. Ừ. Cái đường sao? Đường đi xuống hả? Kinh ơi, con nhìn cái này nó giống như cây cổ thụ cơ. Con thấy không? Cái nhũ này nè, giống y như cây cổ thụ luôn. Ừ. Kinh kinh, con nhìn mấy cái nhũ ở trên trần nè, nó như muốn rớt xuống luôn cơ. Mình sẽ tiếp tục. Này cũng đẹp hơn nữa nè. Đâu? Nhũ này coi. Đây, nhũ này kia còn đẹp hơn. Ờ, nhũ này đẹp nè. Ồ, nhũ này chắc cũng lâu đời lắm rồi đấy nha. Này, nó tạo mà mình có cảm giác như là nó rớt xuống cái gì. Rồi, đi tiếp coi, Kiên. Ừ. Cái gì đó. Đâu, cái gì đâu, chỉ cho bà coi này. À, cái hố sụp. Cái gì con? Chiếu bà coi nè. Nào, chiếu vào cài này. Có đường pin nữa lại như thế đó. Đúng là đó. Trời ơi, trong một cái khe hẹp tía. Ừ, không biết trong đó là cái gì luôn ạ. Có một chỗ này nữa nè. Chỗ này cũng là một cái khe hẹp. Cái cát này nó giống như cát biển quá con hiền. Cát sông nhưng mà nhìn nó giống như cát biển. Mình đang đang tiếng nổ từ ngoài đó. Kỳ xù. Kỳ xù. Kiên, con sứa à con? Đá. Ừ, đi đi con. Đi này à? Đúng rồi. Chỗ này bắt đầu là đường hơi khó. Rồi, đi lên đi con. Ừ. Đường này mà khó gì con, đường này dễ đi mà. Đẹp không? Ừ. Đây là cửa động. Đẹp không? Wow. Ở đây rất nhiều. Đẹp chưa? Ở đó nhiều thạch nhũ nữa. Đây nè. Đây là con đá rồi, con đá. Kỳ sâu. Cậu Cường có cảm giác như là những cái cục thạch nhũ này nè. Nó mà ví dụ như nó rớt xuống thì sao vậy Kỳ sâu? Ừ, kinh nó đúng không? Đây là nhũ mà rất là sắc, và nhũ thì nhũ bình thường. Ừ.
À ở đây có cái này rất là hay nè các bạn. Chiếu đèn qua cho chị ghi ta chụp hình với kìa. Rồi đi tiếp nha. Ở đây có một cái này lạ lắm này. Cái gì? Con đi, con tiếp đi. Cái nhũ đá mà nối xuống cái dưới này là măng đá. Đây đúng rồi. Nhũ đá. Nhũ đá còn dưới này là măng đá. Cái này là măng đá. Nối vô cùng với nhau. Tại vì cái đá chứ gọi là măng đá. Chỗ này đường là phải cẩn thận xíu. Mình phải bám vô đây. Đường rất là nguy hiểm. Đây, nhũ này. Ở đây có một cục. Ra thành nhũ được không? Hả? À, thôi tao cái cục thành nhũ thì đợi cũng được kìa. À, ở đây có thành nhũ đợi luôn nè. Ừ. Đây. Nào, này. Ở đây rất là sắc nè. Thành nhũ này sắc hả? Ừ. Thành nhũ đây rất là sắc. Cho nên ở đây rất là trơn luôn các bạn ơi. Wow, dưới này một cái gì rất là đẹp luôn nè. Cái gì đâu? Dưới này đây. Ừ. Ủa? Cái đất này như đất sét vậy Kinh. Nó thấy nó nứt nẻ ra kìa. Phải không? Wow, ở đây có một cái nhũ to lắm nè, sầu. Đây là cô hướng dẫn viên du lịch. Đấy. Đây là cô hướng dẫn viên du lịch nha. Hướng này dẫn kỳ thôi. Đây cũng là nhũ rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra ngoài phía ngoài nha con. Đi ra để nó lát và tắt kìa. Rồi bây giờ mình con đi bật là bật mình ra cửa động nha. Quay lại thêm một lần nữa cho các bạn xem nè. Rồi đi ra cửa động. Ừ. Rồi con đi xuống bà thèm đi. Những cái nguồn dân tộc ở đây. Những cái nguồn dân tộc thì lên thế này. Bắt đầu ra cửa động nó bắt đầu họ nổ máy lại đúng không? Đúng rồi, sau khi họ chiều thiền vào động thì ra khỏi cửa động người ta sẽ nổ máy và đi về. Đấy. Nổ máy và đi về. Với lại giờ dưới là một làn nước thanh ngọc và rất là sâu nè. Là phong gia khi gì không? Ừ, người ta đang chiều đó. Rồi bây giờ mình sẽ xuống rồi. Mới là một cửa động rất là đẹp. Ừ. Để lát bà tắt cho. Điểm bắt đầu ra cửa động thì hơi lạ xíu. Cửa động nó có hình gì đó không biết. Cái cửa động nó rộng ghê kinh. Đẹp nữa chứ. Với lại những cái cá này kinh nè. Kinh. Đây, cô nhìn nè. Cá chưa? Trong động cá sông. Cái này cá chấm hay là cá gì đây? Có cá to luôn. Thấy chưa? Không có to đâu. Đấy. Đây là cá nhỏ. Chứ mà cá to. Ba cảm giác là dưới này nó sâu lắm nha. Ít gì ít nhất chỗ này cũng phải 2 mét. Thôi chúng ta lên nó đã đúng không bà? Ừ. Lên kiếm nước uống coi. Cá nhiều thiệt chứ. Chỗ này cạn coi nè. Chỗ này nước cạn nè. Đây cạn nè. Cá nhiều dễ sợ. Ở ngoài kia là bắt đầu sâu nè. Lên đi con. Không sao, chả cái sao nguy hiểm cả. Đường này là dễ đi nhất rồi. Đền thờ động phong nha. Đền thờ thần động nha. Đây là
đền thờ đã đóng cửa rồi nha. Đây, đền thờ Thần Động nha các bạn. Nhưng mà người ta đã chắn rồi. Hay ra khỏi cửa động là thuyền nổ máy. Cái gì vậy? Ừ. Bây giờ mình sẽ đi xuống theo cái bậc này. Cửa động nha các bạn nha. Trên kia tổ yến kia ơi. Bạn nghe tiếng chim yến kêu á. Có là trên kia tổ có tổ ong hay tổ gì bây giờ đây cho lại. Như tổ ong hay tổ mối gì á. Bên đây có bà con. Không biết phải không? Phải không rõ đi. Ừ, thôi mình ra trước đi. Xuống đây xuống nữa đi. Bây giờ lên rồi nhưng mà không nhận thấy được. Bạn nghe tiếng chim kêu nhiều nè. Chim yến á. Tới chỗ đầu thuyền có nghe. Rồi mình sẽ quay chỗ này nha. Chỗ này là sau khi ra thì người ta sẽ dừng lại đó để đi thuyền về. Còn ai người ta không đi bộ thì người ta đi thẳng thuyền từ trong cái cửa động này đi về. Đấy, cửa động đó các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha.